À, sợ luôn như mình ơi. Dạ. À, mấy bạn để ý nè, khi bạn có chưa kinh nghiệm á, thì mấy bạn sẽ bị vướng một số vấn đề. Ví dụ như thầy nói á, đây trang này login rồi kiểm tra phần tử Rồi. đó nè, thì mình thấy không, lật lại cái cho nó phân hình. Rồi khi mà test trên điện thoại á, như bạn nhớ test trên iPhone SE nha, SE hoặc iPhone 5 này, thì nó có màn hình nó chiều ngang nhỏ nhất à, là code nó được, nó hiển thị tốt thì mấy kia hiển thị tốt được không. Ở cái màn hình đang nhập chỗ này đang bị lỗi, chỗ này là chỗ này đáng lẽ nó màu đen, nhưng mà tại vì bạn bạn đang dùng cái bạn chưa có bạn không lấy cái dữ liệu từ đây ra, tức là bạn không lấy cái không có lấy cái không phải không lấy cái class thông tin từ đây ra, thì bắt chước lấy y hệt từ đây nè, được không? Input wrapper rồi form rồi select nè. Đó thì giờ copy nguyên này đi, copy outer HTML hoặc lấy cái tên là CT5 này. Tốt nhất là view sụt đi. Copy trong sụt nó sẽ hay hơn, CT5 này. Tại vì copy thông qua kia đôi khi nó sẽ có một số cái đặc biệt sức tự động xuất hiện á. Đó, qua đây. Rồi, bây giờ mình mở cái trang login. Này, code nè, pay nè. Login cho các bạn nè, được không? Mở file TBL ra. Và mở file C luôn đi, hai file luôn. File TBL thì ngay cái chỗ mà bạn đang làm, cái chỗ mà Tháng tư rồi. tâm tư này đúng không? Select nè, à, mình dán thử select của mình ra. Select ra. Đó. Thì ở đây á, nó chỉ có một cái option nhất thôi là cộng 84. Thấy chưa? Cộng 84 rồi bỏ hết mấy cái còn lại. Thì ở đây hình như nó khác, cái chỗ là nó có thêm là class form control và form select nè, thấy không? Ở đây bạn thiếu form control này, bỏ ID đi, không cần ID. Đúng không? Cái name đây là cái name của bạn đúng không? Name là coding code nè. Coding code lấy lại cái name. Rồi, xong rồi con bỏ hết mấy này đi. Rồi, lâu xong chạy lại ra. Đó, đắt ngót đắt rau được bình thường, được Nhìn chưa? kỹ đó. Rồi. À, không nó đúng rồi đó, nhưng mà bây giờ chỗ này nè. Ừ, chỗ này nó bị dính liền nhau, tại vì nó ra Đúng nó hai rồi. cái tách ra, đúng không? Thì giờ mình tách nó luôn đi. Thì tại ban đây mình cho là deflect thì nó tự động hiểu này dính này nó cách ra hay sao á. Clear input là gì đây? Cái này hình như là của cái chức năng khi bấm này hay ly sao ta? Clear input là gì? Lên bút là có dấu ít thế này. Sao đây em thấy dấu ít xuất hiện? Nè, đâu xuất hiện đâu? Tìm Còn lại nó xuất hiện Thấy lên không? Thử bỏ cái delete này nè, thử nha. Từ từ nha, gõ thử nè. Đây là nó cùng dòng. Và sao không thấy nó xuất hiện? Delay lag. Bây giờ nè, không phải, Con bây giờ thì muốn coi là diện gốc của nó, mà làm sao nó không mất cái đó rồi, mấy cái coi kỹ đây. Bây giờ gõ đại cái gì đó đi nè. Này nè. hình như giao diện này không có liên mà Nè, có mua cả có nè, thấy chưa? Rồi ngay chỗ cái nem này kiểm tra nó ID gì, nó là nem 5 đúng không? Rồi vậy là view sụt cái nem 5 nó làm sao, view bay sụt view được đây, web view được gì hả? bỏ chế độ mobile đi, nem 5 nè nè, clean boot nè, thấy không, đúng không? Nó sẽ có cái input wrapper, nó có form group nữa đúng không? Đống này nè, bây giờ tạm thời thử đống này, copy hết đống này cái đó nha, thử nha. Form group thì có rồi, form group xem có rồi à, có rồi nên cứ dán nó đi, cứ dán ra đi rồi bỏ bớt cái sau nha. Có rồi, form group có rồi nên giờ sẽ bỏ form group đi nha. Rồi input wrapper à, cái này là đóng đâu vậy ta, đóng này bỏ này đi. Đó thì bây giờ chỗ này nè, auto complete bằng off là có rồi ha. Thì em thiếu cái input wrapper đúng không, đúng không, mà thấy hạch đúng không, cái input này giữ nguyên hết tất cả. Cái input này giữ nguyên lại nè. Label bỏ không cần label đúng không? Rồi, thử chạy nha. ABC. ABC, thấy chưa? Là thiếu class. Làm em nhớ test cực kỳ kỹ. Em tại vì em chưa hiểu cái delete á, thì quay lại cái code của em ấy. Delete của em làm vậy là sai nè. Giả sử chưa có đống này nha. Chứ con này nha, thì mở đây và đóng đây nè. Thì delete nó có tất cả như đây thành phần. Deflect á, tức là nó sẽ tìm những thằng con trực tiếp thằng delete này chia đều kích thước ra. Hiện tại nè, thằng này đó là một thằng con, hai thằng con, ba thằng con, hiểu ý nó không ta? Nhưng mà không phải, thực ra anh chỉ cần hai thằng thôi, thằng nhất thằng thứ hai thôi, được không? Cho nên là khi mà gom này vô rubber là nè, một thằng con, hai thằng con chia đều, còn thằng nọ này là thuộc thằng nọ kia, đúng không? Nó mới đúng chuẩn nha, delete vậy mới đúng chuẩn nha. Đó. Và do em thiếu cái bao bên ngoài nên không hiện ra đúng cái phần xóa đi. Cái này cho nó một hàng, không cần một số hàng.
Đó. Được chưa? Số điện thoại à, mà nhưng mà không hiểu tại sao nó vẫn kích thước của nó có vẻ là nó không đều nhau đúng không? Đúng không? Này này to hơn nè. Đúng không? Nó sao kỳ vậy? Kiểm tra lý do tại sao nó to hơn. Có link code select hay nó có while có cái gì không? Bản thân này delete rồi, select nè, thằng thứ nhất nè. Thằng thứ hai nè. Thằng thứ hai. Đóng lại. Sao này lại bự hơn ta? Lý do gì? Quay 100%. Có quay gì không? Hay boundary sparking nè. Top right button left mà, bắt đi 40 lần hả? 40 gì vậy ta? Bắt hay bắt đi 40 ảnh hưởng gì không ta? Đó, nguyên khúc đó luôn. Không, cũng không ảnh hưởng Không ảnh hưởng gì đâu, nó đã update rồi mà. Giờ tại sao nó vẫn cách ra rất là nhiều như vậy? Cái gì Ừ. đó? Delete thế hả? Mà mình cũng sợ delete thôi, bỏ đi. Cái delete bỏ đi. Bây giờ không cho delete nữa. Được chưa? Delete nè, bỏ delete nè, mỗi cái hàng rồi đúng không? Đó. Bây giờ thì mình giờ chơi nè. Bây giờ form group thì mình vẫn giữ nguyên. Nguyên nha, bên này form group nè. Giữ nguyên thì bây giờ trong form group này thầy chia ra hai cái, một cái div là class bằng row con được không? Row. Được không? Trong row có hai con được không? Class bằng con. Thì bây giờ tạm thời 6 bên cái 66 đi ha, còn 6 trước đi ha, họ đến sau nha. Mình cứ tạo tạm thời 66 trước đi. Rồi, vậy thằng thằng thứ nhất. MB2 nha, MB2 là cắt xuống lên hai cái đúng không? Bỏ khỏi MB2 luôn đi, lát tính sau. Đưa này vô đây thằng thứ nhất. Rồi, thằng thứ hai. Giờ bỏ MB2 đi. Đó, MB2 cắt xuống dưới này nè. Hai đúng không? Thì có thể thêm chỗ này nè. MB2, tức là nó cắt xuống dưới mặt cái button 2 nó hở cái này ra miếng nè, thấy không? Ừ, đó. Rồi. Ok, thì em thấy nó chia 66 là đúng không? Thì bây giờ thay vì 66 á, thì giờ cho này 4, này 8 thì cộng lại ra 12 là được rồi đúng không? Đó, được chưa? Cộng 84 ha. Và số điện thoại nó vậy được rồi. Ha. Rồi. Bây giờ kiểm tra lại toàn bộ giao diện trang từ trên dưới nha. Lan đúng rồi nè. Modern head. Rồi. Sale. Cái trang này là trang đăng nhập. Đăng nhập. Thường á, là mình sẽ kèm theo đăng nhập nhớ nè. Em chưa em thiếu lan nè, thấy không? Bằng lan. Mình nhớ kiểm tra hết toàn bộ code từ trên xuống dưới. Đăng nhập. Rồi mình sẽ gặp thêm cái nữa phía sau này mình sẽ in ra gì nữa đó. Cái tiêu đề trang web nữa. Được không? Tiêu đề trang web là thường có trong config. Cái lan hiện tại là gì đây? Title, đúng rồi, cái này là coi trong phần viết biết liền ha. Thì cái lan hiện tại chính là thằng loại này chứ ai, đúng không? Lan gì thì tôi lấy theo ngôn ngữ đó hiện lên. Đó, Việt Nam Business. Được không? Ở trang chủ thì chỉ cần là này đủ rồi, nhưng mà chắc cái trang khác á, là phải là tên trang xong gạch ngang cái tên trang web nha. Rồi tiếp tục, điểm xanh keyword chưa có ha, không cần chặt đây. Điểm xanh chưa có, keyword chưa có lên Google sợ thử đi. Đăng nhập. Coi Google người ta làm sao mà làm vậy thôi. Đăng nhập. Đây, đăng nhập vào trang Google của bạn. Đó. Copy. Mình gõ một cái bài dán này mình sửa lại nha. Đăng nhập vào tài khoản của bạn này là không cần Google ha, của bạn. Và khai thác tối đa các cái dịch vụ. Rồi tới đây rồi. Đó. Chấm 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 gì thích thì bỏ vô không thích thôi. Được chưa? Đó chấm thôi. Thì đây phải là mình phải truyền cái gì đi? Lan. Đúng không? Rồi xong. Từ khóa. Cái keyword thì có cũng được mà không có cũng được ha. Keyword thì bây giờ không quan trọng lắm, bỏ keyword không đi cũng được không sao cả ha. Keyword bây giờ nó không có ý nghĩa nhiều lắm, bỏ luôn. Rồi hai này là phải có nha, là xem như phần header là phần head chứ, là mình xong hết rồi đó, mình không đụng tới nữa, xong luôn rồi đó. Thì làm gì xong phần đó, xong cái đó tên body, đóng body đóng html. Rồi một đường theo là một loader, có một loader rồi ta sẽ mở hàng navigator ra để thầy coi cho dễ. Đây chúng ta có một đường head nè, cái cụm cell nè, xong đến loader nè, đúng không? Xong cái cuối cùng có thêm module gì đây? Foot nữa. À, dưới foot lại có thêm module gì ở đây? Body click gì đó này là gì đây? Cái đó là JavaScript để cái OTP nó đếm ngược đó thầy. OTP đếm ngược. Ở trang này có DB không vậy? Không. Trang này không có mà là gì bỏ đi chứ đúng không? À hay có. Này validate gì đây? Nè, font qua đây gì nè, đây nè. Rồi này còn này là gì? Này là đóng top hay say? Bỏ có tiếp trên thầy. Này dân cần đúng không? Yeah. Rồi cái ok. Cái dưới là task message. Yeah. Là giữ lại. Vậy thì cái này em phải ghi rõ luôn là task message đi ha. Yeah.
À, top SSH này em đang cài đặt em gì vào cái ô đúng không? Nếu như có tồn tại cái ô SSH là lỗi đúng không? Thì em sẽ in ra test 10, bữa nay là thất bại hả? Test 1 thành công hả? Message đây bây giờ nè, xóa bỏ cái này, tiếp tục mới vô tại trang, tiếp tục kiểm tra không có lock được không, submit lên cũng không có lock, có nhập thử nè, chưa nhập số điện thoại 0938003000, tiếp tục có nhập rồi, anh đã qua cho anh nhập rồi nè, sao lại nó không qua nhỉ? Error có lỗi. Lỗi này trang nào đây ta? Trang login main. Đúng không? Lỗi này nào trang login, quay là trang login thôi. Nhập thử nha. 9380030000 thiếu số 0. Được không? Tiếp tục. Lỗi phải 9 con số, nhập số 0 này, thiếu số 0 sau cùng. Số điện thoại phải có 9 con số. Rồi, lỗi là đúng 12, sửa đúng 12. Phần báo lỗi là đúng 12. Rồi coi mình làm ký code sao nè. Để coi với code thì bây giờ cái phần chính á, em để nè, cái cho em đang làm trang login. Trang login nhiều chỗ chữ trắng tép trắng nè, tức là em chưa đưa vào cái gì? Lan. Vào lan. Đúng không? Mà cái thằng nội này nè, Việt Nam biết được này, nó không phải là chữ như vậy đâu mà phải lấy từ đầu ra biết không? Đúng rồi, từ của tên web đưa ra chứ mình đổi với tên web làm sao? Đúng không? Mạng xã hội kết nối doanh nhân. À, cái này mình có thể dùng để có điểm sinh nó có chưa ta? Như config á. Nó chưa có đúng không nè, đúng không, tiếng Việt thì giờ thầy lấy này luôn được không, mạng sao nó kinh doanh là nó đưa nó vô hình phần thiết luôn đi, đâu rồi cái này nè, đưa hình thiết cái đưa vô cái phần là vi điểm sinh nè, được chưa, vậy thì mình lấy luôn từ đó ra luôn đi, đó. Thằng lấy từ dash đúng không, dash ra dsc đó, sau này sửa hình thiết là xong. Bây giờ cái đoạn này là chính là cái phần chính của trang cái firm của em Việt Nam Business, mạng xã hội kết nối doanh nhân, cho đoạn chỗ này nhìn nó cứ sao nó cứ chật chội vậy ta, ấy là không biết sao nó gì góc nó có vậy không ta, hôm bữa là nó dồn lên trên khúc cảm giác nó cứ sao sao quá không biết sao nữa, trang login rồi nhìn nó không có đẹp, vô page rồi page đây đúng không, login nè, getting star của trang nó vậy nè, fill form business, fill form email password Twitter forgot login nằm dưới này, hình như em làm nó bị đổi hay sao rồi đó, nó lúc login nhớ nằm bị dãn xuống dưới này thì nhớ nó nằm trên, không biết tại sao. Ừ, cái nút này nằm xuống dưới này nè, nó bị sao không biết, kỳ kỳ lạ lắm, hình như thì bữa thấy cái diện nó làm gì đâu ta, sao cũng nay nó lạ nha, bạn bạn phơi giao diện rồi, hình như cái nút nằm dưới sao, giờ thầy download có cũ về nè, có cũ có sẵn thì không phải submit lên trên này, tức là 7 ngày trước có submit lên nè, trước khi bạn có á, sợ bạn có thư á. Không, bây giờ mở lại trang login coi thử nha. Bay không biết lúc bên này sẽ biết lúc này nữa, phát commit nè, login tới ML nè, bây giờ copy hết toàn bộ lúc này thì không có suy nghĩ ha. Pro nè. Còn chỗ này anh chơi ha, copy dán lại toàn bộ rồi về lại ha. Test thử coi nó có lỗi gì không, nó có update gì không. Đó, nằm xuống dưới này nè, thấy chưa? Hôm bữa thì đã làm cái này rồi, mới biết tại sao cái sửa em có lát nó nhảy mất giao diện luôn nè. Thấy chưa? Không nghĩ chỗ nào ha. Đây nè, mày sửa sao mất cái giao diện nè. Tức là giao diện trước đó là nó đã chuẩn rồi nhưng mà chỉnh sao không biết mà nó mất, thì bây giờ mình phải kiểm tra lại nữa đó, giờ kiểm tra sao đây, bây giờ mấy phần này thì cái chỗ session nè, cái chỗ này nè, giờ cái của em backup cái của em lại cái đây, cái của em backup lại nè, này cái của em nè, từ nha dash này của em nè, cái của em ha, lấy lại cái code gốc trên GitHub rồi dán lại, lưu ý chỗ này nha, là em cũng thiếu một cái quy trình còn thiếu á, khi nhập số điện thoại lên nó sẽ hỏi cái này nè, em phải có này, bắt buộc phải có cái này, phải kiểm tra lại đó. Đúng rồi, bắt buộc mình phải kiểm tra nhà lại, lúc mà nhập xong mình phải kiểm tra lại số điện thoại phải số này hay không cái đã mới cho đi tiếp ha, em bị thiếu cái này rồi đúng không, này quan trọng bởi thầy suy nghĩ cái bước này đã suy nghĩ chuyện này rồi ha, bị thiếu. Rồi bây giờ mình đi lại trên dưới mình dò lại nè. Hồi nãy cái chỗ này là mình truyền config vô rồi đúng không? Thì bây giờ mình đưa config vô. Config nè. Nó copy hai cái luôn đi. Đây, MT1 gì đó, đây nè, bỏ vô lại nè.
Rồi, cầm sale làm rồi đúng không? Đưa cầm sale vô lại nè. Sale vô lại nè, đó. Rồi, xuống dưới này. Xuống dưới này thì nãy mình chia chỗ row con đúng không? Cái form này đúng không? Cái form. Đây cũng có form nè. Thấy chưa? Form thì như mình sửa lại đi, cái form mình á sẽ là action bằng rộng với thông boss đúng rồi, tại form này form boss và không có action gì cả. Rồi cái form. Xong rồi dưới này mình sẽ có là form drop boss set đúng không? Y hệt đúng không? Rồi thì cái bài này bỏ vô trong input đó. Copy lại. Boss set nè, đó. Đó, trong này nó sẽ có là mấy này, được chưa? Rồi bỏ này đi được đúng không? Ừ, bỏ đi được, đó lưu lại. Chạy thử nè. Và ok đúng không? Nút tiếp tục bên này tại vì app thường là như vậy. Được chưa? Rồi cái nút tiếp tục của mình dưới này thì giờ cái nút của em á, button của em á. Button của em nè. À, tiếp tục nằm ở đây. Cái tên nút á, em thấy không? Class bằng form drop, form button drop. Em sai nè, thấy không? Em copy xong bỏ mất tiêu nè, button drop rồi nè. Đúng không? Tiếp tục nè, nó bị gì vậy đó? Submit. Thay bằng submit thì này cũng thay bằng submit luôn. Cái button chỉ cần sửa là thay thôi. Ừ. Tiền sửa diện chi, diện đã thiết kế rồi mình sửa chi ha, mình đừng có sửa. Còn chỗ này nè, data tái gạch bằng đa lối xịt là này mình sẽ bấm, mình bấm này nó show lên cái khung xác nhận á, thấy không? Giờ thêm có submit nha, button nha, bấm nó hiện lên khung xác nhận nè, khung này nè, thấy không? Tại vì nó button thì mình thì nó tác dụng, submit thì nó mất tác dụng, thấy không? Nó sẽ nó, mình sẽ phải bỏ này đi nè, cái này là cái đoạn code để gửi khung nó lên á, nhưng mà bây giờ mình phải code bằng JS, code bằng JS, được không? Có bằng JS tại vì nó nhập xong mình mới lấy dữ liệu từ đây ra mình đưa hiện nó lên chứ. Không, cái giao diện thì nó có sẵn vậy mình không dùng, mình phải đưa vô JS mới được. Lưu lại. Rồi, bây giờ tiếp tục. Đó, trước mắt chưa tính trong JS đó nhưng mà giờ submit lên thử nha. Thay bằng submit là có rồi. Xong mà submit lên mà nó không hiện ta có JS của em chưa hiện tại vì thiếu cái task đúng không? Cái cuối em có cái task này đúng không? Vậy có bị là cái task đúng không? Mà xong thêm cái task để cho nó hiện lên. Là mà thứ hệt của em đó, chưa gì thay đổi cả nha. Chỉ là lấy lại giao diện đồ cũ thôi. Nè, submit nè. À, sao nó không vô? Lên đầu gì em? Còn bị thiếu gì mình không chạy được. Còn bị thiếu visa thế nào mà nó không chạy được. Cái form mình vẫn còn mọi thứ vẫn y nguyên nè. Đây cái form đây. Cái phần này em vẫn có nhưng mà không có đưa là không xài tới nè. ID TOS 10 là mấy năm chưa phải có này đúng không? Bắt buộc có này mới chạy được đúng không? Rồi if and if phần này là trên cái nút trên nút button đúng không? Cái là những hoạch của em nha, nút button em phải bỏ đây. Đó, rồi tính sau nha. Đó. Được chưa? Ok ha. Sau thợ chính số rồi bây giờ những cái này là mình mới kiểm tra của em nè. Để coi cách em làm như thế nào. Toolbot.tos10 Toolbot.tosbot của tos10, tosbot.tos11 tos10 hay tos11 đâu? Dạ. Tos11 có không? Thế tos10 không nè. Dạ. Tại vì cái này nó báo thành công rồi, nó nhảy qua trang khác luôn. Dạ. Tos11 là không có luôn. Dạ. Vậy là trang này dư này. Dạ, đúng rồi. Đúng không? Dạ. Đâu cần tos11 đâu. Đâu có đâu cần tos11 đâu, hay như bị dư rồi đó. Rồi, ok, bây giờ vậy tắt này luôn đi, xong rồi ha. Không lấy gì này nữa. Rồi bây giờ coi code. Sửa từ từ từng cái. Việt Nam Business Pinabu. Việt Nam Business mạng sở kết nối doanh nhân. Ok, coi diện gốc lại xíu nữa coi, có cái nào đẹp hơn không? Tại vì đây nó cái hình, xong rồi tiêu đề, xong cái chữ. Thì mình đây thật ra mình cũng là cái hình nè. Tiêu đề này, cái chữ mới do cái hình mình á, cái logo mình là có thêm cái chữ nữa. Cái logo có thêm cái chữ nữa, thành ra là nó gây cảm giác là nó nhiều chữ quá, nó nhiều chữ quá. Nếu như này cái hình luôn ha, thì có thể nó sẽ ok hơn, đúng không? Chỗ này thì có thể mình sẽ đổi lại là cái hình cũng được, đúng không? Hoặc lấy luôn cái hình gốc của nó nè, nó có hình gốc đúng không? Copy lại cái hình gốc của nó đi, tức là cái hình gốc của nó em thấy là nó có đặt sẵn dẫn rồi. Sample photo nè, copy nó thử, hay sẽ đưa nó vô là cái chỗ logo nè, thay vì là logo đây đúng không? Đúng không? Rồi thử chạy cái nó ra được không nha. Mobile kit, xin lỗi,
Đó, ok đó đó. Tại vì đây cái hình logo này nó không có cho mình. Trong giao diện nó không cho thì mình save này lại được không? Mình xử lý được không? Lấy hình đây, được không? Lấy hình đây. Save mày ơi. Vector 4 hả? Ok. À, đặt tên là đó hay Vector 4 cũng được, không sao cả, cái tên không quan trọng. Lock lock anh luôn đi, tên lock anh luôn đi ha. Đây nè, lock in. Được chưa? Và dĩ nhiên hàm loại này nè, nó phải được nằm trong cái thư mục của mình nha, là default xong rồi asset nha. Default asset img. Đúng không? Giờ mình upload lên đây. Thầy sắp upload từ download qua. Download nè, nó là lock in nè. Bỏ vô, này không đủ chỗ, cái tạm đây đi. Cái đây sao? Rồi. Ok. Có rồi ha. Vậy quay lại chỗ này, chỉnh lại. Ở đây là phải video mà là gì đây? Lock in, được chưa? Thì trang này như là trang lock in luôn đúng không? Cái này là tên đăng nhập luôn, icon đăng nhập luôn thì dùng cái chữ luôn đi chứ không dùng chữ img nha. Em lưu ý nha, lúc có sau mình phải tìm chữ img, tìm hết tất cả những img luôn. Trong web này trong trang mình có những cái img, kiểm tra cái là đúng chuẩn hay chưa. AT là cái mô tả cho ảnh quan trọng. Đúng không? Làm cho đúng. Rồi bây giờ mình quay lại cái trang của mình cái nữa mình coi coi. À, có vẻ giờ đẹp hơn chút rồi đó. Ha. Nó đẹp hơn chút rồi đó. Ha. Cái toast có vẻ cũng không đẹp lắm nha, cái toast á, đúng không? Hiện tại mình quay lại coi giao diện gốc của nó nè. Dưới của mình nè. Khá là tương đồng rồi đúng không? Đúng không? Cũng ổn đúng không? Ha. Cũng khá là ổn rồi đó, không có xấu. Đó, ổn đó. Đó, nhưng mà bây giờ cái toast mình coi cái toast có cách nào khác không? Mình phải tìm giao diện, mình phải xử lý chỗ này luôn cho nó xong. Bây giờ thầy sẽ quay trở lại là cái màn hình Task thì nó nằm trong chức năng đúng không? Task gọi chữ task đây. Default là ở trên rồi ok. Tab to close, close, out to close. Button là dưới chạy lên. Ở dưới chạy lên. Ở dưới chạy lên nó sẽ che tiếp tục. Ở trên thì ta sợ ta không thấy. Auto close center ngay giữa, ngay giữa hơi chém nhìn hơi kỳ quá ha. Có con nào này hay hơn không? Đó, primary color, second color, danger. Rồi thử cái thằng này coi ha. Rồi thử cái thằng là danger mà dưới chạy lên ha. Danger dưới chạy lên nè. Che lúc tốt phục. Task message 16. Visual coi code nó task 16 nè, thì nó có cái coi code nó như sao nha. Task danger nó gọi đã gì không, nó vậy thôi đúng không? Nó vậy thôi thì copy nguyên đống này nè, rồi quăng vô cái code của mình, cái trang của mình, login. Không nhất thiết nó phải nằm ở trên đó nha em, nằm dưới này cũng được nha em. Code nó thấy không, task 16 nè. Rồi bắt tên luôn nha, để test thử cho nó dễ. Cái nằm đó đi, test thử cho nó dễ. Cái nút mất tiêu rồi, không thấy nút đúng không? Top 16 đang giờ bấm gì mới gọi ra được nó ta? Đâu rồi, có đây. Đổi cái dưới chưa? Đổi cái script dưới chưa? Đổi thành 16 này. Đổi 16 là được đúng không? Message để nguyên nó luôn đi. 16, đây 16 nè, tạm thời đây đi ha. Được chưa? Rồi. Thử đi. Chè 6 này. Nhưng mà sao nó không thể hướng chạy lên nha, nó thể hướng nha. Trung tác của nó cũng đẹp hơn. Không phải đâu, tại vì em thấy không, mình submit nó không phải. Mình submit đi, em thấy nó bị gì? Nó bị xoay. Tức nghĩa là gì? Nó đã tải lại trang rồi, em mới hiện toast ra. Nè. Được không? Còn của nó, gốc của nó là nó không có tải lại trang nha. Có nghĩa là ở đây là nó không có chuyển trang, nằm ở trang này. Đây trang này nè, bấm toast nè. Và ở trang này luôn, giữ nguyên trang này luôn, tất cả là do JS hết. Nó không có chuyển trang, hiểu không? Em chuyển trang rồi, nó không thể hướng chạy lên đâu. Nó sẽ thấy hiệu ứng này, được không? Chạy lên. Nó không thấy hiệu ứng đó. Info Usay nè, Touch, Touch ID, Touch Bot, đưa ra, đưa cái đó là xong. Bây giờ thầy sẽ test lại chỗ này nè em. Touch Bot nè, Touch 16 đúng không? Bây giờ thầy sẽ test thử là khi click vào trong cái button là Submit này nè, là nguyên cái form này nè, nguyên cái form của mình á, cái form mình là nguyên web là nguyên cái form đúng không? Bây giờ thầy test cái này cho em coi thử nha.
để hiểu cho nó hơn, là đô la nguyên cái form mình luôn, form chấm submit được không? Hiểu này chứ, là tức là khi submit cái form thì tôi làm cái gì đó function, tôi làm cái gì đó này giao delivery, được chưa? Ví dụ return form là nghỉ làm, ngừng làm, tức là sẽ bỏ qua chuyện submit form, thử nha, nghĩa là giờ bấm nút này nó không có tác dụng nữa, bấm nút submit nó không tác dụng nữa, bấm gì không bấm nha, tại vì form này mà, quay lại nha, nè, không tác dụng. Bây giờ nhưng mà trước khi return form á, thầy sẽ gọi toastbot của 16 lên để em nhìn thấy hiệu ứng cái là, hiểu chưa? Rồi, bấm nè, thấy nó chạy không? Thấy nó chạy dưới lên thấy không? Đó, không? Ok không tắt, là sao ok không tắt? À, close button. Hello Boston. Biết sao ok nó không tắt nè. Có trên code này, nó ok nó có gì không? Ok mình để tắt. Có trên code nó, có trên code này. Nó hướng dẫn của mình chỉ cần đơn giản là Touch ID gì là xong mà, nó có gì đâu ta? Touch ID xong rồi. App script base. Nó có gì đâu, đúng không? Nó lại ok xong nó phải tắt chứ nhỉ. Ok nè. Vào mình đây, tiếp tục. Ok. Low button, ok. Sao không tác dụng ta? Thôi bỏ này, hình như là do cái này em ơi. Cái tiền do cái đó đó, từ từ nha. Tiếp tục. Cô không phải luôn, không phải luôn. Task 16 return phone alert 123 bắt mình đâu submit đâu, đâu có liên quan gì đâu. Có hướng dẫn của nó chứ là này tự động đóng là auto close bao nhiêu giây, 3 giây. Task ID đơn giản vậy thôi đúng không? Task ID nè, task 16 nè. Ta thì đóng thử là đóng hoạt động được không nha. 1 giây. Không đóng luôn. Không đóng luôn. Nếu bỏ điện phone này thì chạy mất còn đâu nữa. Nó submit bắt em thấy đâu. Đúng không? Em sẽ không thấy đâu. Bây giờ thay vì on submit đây thì thầy thử trường hợp khác nữa. On click thử nha. Nó tiếp tục đúng không? Tiếp tục. Form drop button đặt tại. Thôi. Cái nút là button mà có cái thai bằng là submit chấm click được không? Thử click thì hợp click thử nha, có không được luôn, có sao kỳ vậy ta? Nó có một lỗi gì đây đây, the rift my thai sorry worker này đâu liên quan đâu. Bên kia nó có bị lỗi này không? Không. Nó bị lỗi server cơ, nó không tìm thấy server cơ. Nó đang chạy kiểu web app á, nó không tìm thấy server cơ, nhưng mà cái này đâu liên quan ta. Lỗi Z này có ảnh hưởng chúng ta, đâu ảnh hưởng gì đâu. Tiếp tục. Nó đứng luôn. Cái không này mình cho thời gian là ổn một chút, khỏi bấm ok đó. Nó không chạy luôn. Không chạy mà. Nó lỗi gì rồi nó không chạy rồi. Service worker bây giờ thì sẽ coi lại cái nhân default manifest nè. Service worker. Service worker đây nó ra nhân chủ không rồi nó không chạy được. Cái service worker. Default. Nó tìm sai đường dẫn á, biết sao nó tìm sai cái file server worker nó file này nè, đang tìm là login xong server worker.js
Cái chỗ nào khai báo sim vẫn cơ được ta? Thường mình sẽ cái này mà. Để coi bằng cái web nào đó có bằng cái web cũ á. Coi web vào làm sao đây. Cái server worker đây, manifest này vô trong default. À nè, default manifest nè. SW không ra. Server worker cài đặt đây. Robot manifest default thêm code pay head module head. Không có star lại sẹt trên along sao lỗi ta kỳ quá. Cái của em mình thì được đúng không? Thử đi. Hôm nay thì bỏ mất cái quay lại code, bỏ mất code thầy lại test lại cái này. Quay lại file submit nữa nha, giữ nguyên cái này nha. Còn giữ nguyên cái này. Rồi. Sẹt sao? Sao sẹt? Bản thân này bản thân này không có gì dùng tới để đây chẳng sao cả nha, không ảnh hưởng gì cả nha. Rồi, cái quay vẫn còn đây nè, test lại của em cái. Của em thì nó hiện ra dưới màn hình là nó đã tải trang lại rồi. Nhưng muốn là nó không tải trang, muốn xử lý luôn cái trang này coi. Nghĩa là làm Ajax nó hay hơn. Đóng thì cũng được nè, của em tắt bình thường nè. À, hoặc là à thì đưa cái này lên thử coi nha. Thử đưa cái code này lên trên cái JS luôn, lên trên này luôn nè. Rồi thử là cái này có chừng là do đưa vị trí á, do cái vị trí đó quên mất ở đây nè. Cái module food á thì quên mất chỗ này, tại vì module food á là nó sẽ có JS trong này rất là nhiều. Food thường thường nó sẽ nhúng cái JS vô, anh thấy không, nhúng JS lên, mà JS thường thường mình nhớ view của JS là ở cuối cùng, hoặc là ở trên, hiểu không? Mình để cái này nằm tút dưới, sau dưới này thì nhiều khi JS nó sẽ yêu cầu vendor hết tầm cầu trang mà lại thiếu mất shop bắt này rồi, nó không chạy được này. Nó trên mới được ha, vị trí mình phải trên. Lỗi do cái đó, quên mất module footer dưới, Còn này JS thì đúng rồi, không có gì cả. Ngon, này là JS chuẩn nè. Này JS bổ sung nè. Ha, đúng tự rồi, nhưng mà HTML phải nằm đâu? Nằm trên hết JS. Bây giờ. Rồi bây giờ mình quay trở lại một xíu mình coi cái này đẹp chưa nha. Tiếp tục. À, hiện này cũng được. Nha, lỗi hiện vậy cũng được mà. Đúng không? Yeah. Cũng ổn đúng không? Nó che chữ xong. Hử? Cao tắt mà mình tắt mà. Người ta phải tắt mà. Phải tắt buộc mình tắt. Nó là có thời gian mình tắt một chút hay là có thời gian mình tắt nhưng mà chứ đang coi kiểu nào đẹp nè. Kiểu này che ngay vị trí này. Yeah. Mình không có chỉnh vị trí khác được hết ta ha. Tại vì nó sẽ phù hợp cho cái thanh ngang đó thôi à. Yeah. Nó luôn phần thanh ngang đó thôi à. Điểm hạ cái chỗ tiếp tục xuống. Toast. Auto close màn hình. Hạ đâu mà nó cuối cùng rồi hạ đâu mà. Cái like hay nó ngắn lại chút nữa đi sao nó vừa với cái phần hết ở dưới đó còn nếu trên là trên này đúng không? Yeah. Trên thì ở trên này sợ ta không để ý ha, để chắc để giữa màn hình nữa quá. À, để giữa màn hình nè, center nè, giữa màn hình nè. À, giữa cái giữa nè. À, giữa tự động đóng đi ha, giữa tự động đóng đi ha. Yeah. Auto load trong 2 giây. Lấy code đi. 12 giây. 2 giây. 2 giây auto load này 2 giây. Dẫu nổi. Auto close. Ba lần cho vậy chứ mấy người già già không biết. Kiểu nó từ quỷ gì. Biết được 2 giây. Ủa sao lâu dữ ta? Rồi. Rồi luôn. Center nè. Nhập sai. Auto close nè. Task 12. Nó là task 12 á. Yeah. Đây task 12 đây. Em lưới nha, cái ID phải là do mình tự đặt. Do mình tự đặt, nó quan trọng là chỗ này thôi nè. Đúng rồi. Ví dụ như em đặt là ABC á, thì với ghi ABC cũng được. Không cần phải là ABC hay 123 gì đâu, đúng không? Thì dưới này á, mình chỉ cần ghi ABC thôi. Đó. Cái tên thôi mà.
được chưa? Đó, thử chạy lại nè, bấm nè, thấy chưa? À, đó, nó chỉ là cái tên thôi, nó quan trọng. Atolo tự đóng trong 2 giây đó. Dạ, vậy thôi. 1, 2 đúng không? Không, không. Thú vị nữa. ABC đâu rồi? ABC đâu rồi? Đâu mình chưa khai báo 2 giây mà, khai báo 2 giây mà. Cái đó là chỉ nội dung thôi, 2 giây phải ghi 2.000 đây. Đúng không? Tiếp của đó mà nè, lớp 2 giây là điểm 1, 2 đó. Thấy chưa? Bao nhiêu theo á? 2 giây thôi. Nha, rồi. 1 giây, 2 giây điểm. Cái này thì ví dụ thôi ha. Ví dụ nó hiện giống màn hình vậy, được chưa? À, của em cũng hiện giống màn hình, của em nãy tốt của em còn cài đặt thêm gì đây đang giờ hả? Dạ, màu đỏ thôi. Nè, tab to close, bây giờ đang giờ thử nha. Đó, nội dung nè. Cái chữ màu đỏ được rồi. Được chưa? Thử nè. Đó, ha. Chữ màu trắng. Rồi. Có vừa tách tôi vừa hai cái lượt được không ta? Vừa auto close mà vừa tách auto close được không ta? Được á thầy. Có không? Có. Có không? Ừ, chắc không? Chắc bữa hổm câu em làm tốt á, nó nói xịt á. Không, thì thêm thì nó khác lắm, hiểu không? Thêm, bỏ thêm một cái mà. Giờ giả sử không có, ngoài tốt rồi còn nào nữa không, lại coi tiếp nữa. Thấy không có hay là, thấy không có ổn, ổn lắm, cảm giác nó không ổn. Đó. Này nó sẽ dành ở trên. Này là notification thì không hợp lắm cho cái chuyện báo lỗi đâu. Nó có vẻ không hợp lắm báo lỗi. Rồi ngoài ra còn gì nữa không? Dashboard nè, dashboard cũng được vậy. Dashboard nè. Cái khung này. Khung ha, dashboard mình sẽ cho lựa chọn đúng không? Close xe. Rồi close. Dashboard nè. Dashboard chỉ hiện vậy thôi đó ha. Hiện trên hệ môn giữa màn hình luôn mà, hiện ngoài luôn mà. Rồi, thôi dịch vẫn là laptop đúng không? Yeah. Mình chỉ có task. Ok, làm theo y hoạch vậy đi. Rồi giờ biết bắt đầu tiếp tục nữa. Sở diện không mất thời gian nữa giờ thấy không? Bây giờ bản thân này có dialog nè, lát mình sẽ dialog lại nha. Bây giờ cái phần này á, model này á, không nhất thiết phải đặt đây. Đặt trong này. Ở ngoài cũng được chẳng sao cả. Nè, cái đoạn này là app casual đúng không? Là nguyên nhân của chính mình đúng không? Thì phần này là cái task nè, thì cái này là phần mà báo lỗi đúng không? Phải đặt cái này luôn nữa. Được chưa? Và ghi chú từng cụm rõ ràng đi ha. Thằng này sẽ là gì? Không có lỗi. Đúng không? Thực ra này em để dưới nó mới là nó chuẩn nhất luôn á, để dưới là tốt nhất luôn á. Thằng này là task ha, thông báo lỗi đúng không? Vậy là error message được không? Đúng không? Task error đi. Được chưa? Vậy thì có phải bây giờ cái thằng này nè, trong code CSS em chỉ cần ghi cái ID để sửa là đúng là task error luôn được không? À. ABC đâu rồi, mất tiêu rồi. ABC. ABC task. Được chưa? Rồi, thầy có nhiều xếp gạch á, tức là mình hiểu là mình tự đặt. Gạch ngang là nó đặt, phải không? À. Đó. Này sửa lại này, vẫn bình thường được không ta? Vẫn bình thường nha. Cái này là khi file submit lên thì mình hiển này, nhưng mà mình sẽ không submit, vậy là bỏ được phần này của em được không? Bỏ này ha. Bảo phần này. Bây giờ mình xử lý bằng JavaScript nè. Bằng JavaScript nè. Khi submit thì mình làm gì? Nguyên form submit thì mình làm gì? Mình kiểm tra số điện thoại đều đúng hay không, được các thứ đúng không? Yeah. Cái việc đó hiện tại em đang kiểm tra bằng gì đây? Bằng Bigby. Tức là tải lại trang. Đúng không? Đúng không? Đang làm bằng Bigby và đang là tải lại trang. Bây giờ bỏ đi tiếp tục nữa. Không, giữ lại cái của em chút xíu nha, từ từ nha. Thầy muốn test cái Bigby trước. Xẹt sao. Và sao nha. Yeah. Xẹt sao. Sao. Xẹt rồi. Đây, submit tải lại trang. Đúng không? Bigby, phải không? Rồi. Nó đang bị một vấn đề, nó đang có một vấn đề là nếu mà thầy muốn hiện cái model board đó thì nó không có submit đâu đúng không thầy? Cái đó là button thôi. Không phải, ý thì đang nói là em đang làm cái này là bằng em đang cho hiện này bằng CSS. Cái này hiện ra bằng CSS mà submit này là bằng Bigby. Được không?
thông thường là mình làm BigBee không nó giống như JS, nghe mình sẽ làm một cái thông báo khác dành riêng cho BigBee, không dùng thông báo này. Không dùng thông báo này. Thì giả sử như là cái trường hợp này ít có lắm, nhưng mà có thể nó sẽ có, ví dụ như là người ta cái máy người ta không có JavaScript. Vì lý do đó máy không có JavaScript. Chỉnh tắt chỗ nào ta? Tắt JS chỗ nào ta? Setting nè. JavaScript. Nè JavaScript nè. Đông này không cho phép nữa ha. Không cho phép JavaScript. Có nghĩa là vậy nè. Tình huống này nó không, này là đang ở danh nó cho nó có tắt được. Này là không cho JavaScript là không cho được luôn rồi. JavaScript này. Thấy không? Là cái reload này không có JavaScript là không cho được luôn. Dính bị cái reload. Bây giờ thì giả sử nha. Bỏ cái reload này đi. Tôi tự nha. Sẽ vô được. Được chưa? Cái gì mà đổi màu nữa kia, đắt mod á là do JavaScript thực hiện nè. Thì nó không đổi màu đâu, nhưng mà giờ speed vẫn được bình thường nè. Ổ này nó vẫn được JS hay vậy, nó hiện hay vậy. Sao hiện hay vậy? Không có ai mà vẫn hiện hay vậy. Chắc là của bộ thêm này. Nó đang không JavaScript đúng không? Đang không JavaScript. Đâu được ta JavaScript thì sao được ta, nó có hiệu ứng nữa kìa. Sao nó hay vậy? Thì thử nha, form submit JavaScript nè, alert nè. Alert 1.3. Chỗ này nè, này là thuộc JavaScript này, em hiểu không? Nếu tắt JavaScript rồi đúng ra đây bấm không chạy nè. Đúng rồi, nó không chạy. Đúng rồi, tắt JavaScript mà bộ thêm làm sao có hiệu ứng hay quá ha. Tắt hiệu của set S á. Tức là nó vẫn hỗ trợ được không? Tức là nó vẫn hỗ trợ. Ok, vậy là cách này vẫn dùng được. À, ta hiểu tại sao nó vẫn hỗ trợ rồi. Ta hiểu tại sao nó vẫn hỗ trợ rồi. Tại vì em đang làm á là em không phải set toàn bộ bằng JavaScript mà em đưa nó vô trong cái if của BigBee. Là cái chỗ này nè, là if của BigBee, thực tế ra là cái if này nó sẽ tồn tại khi mà có lỗi xảy ra. Tức là nó thuộc gì đâu? HTML và BigBee. Khi submit là nó có lỗi thì nó sẽ hiện này ra, và hiện này ra thì này được set S là sẽ hiện như chỗ này. Được chưa? Vậy cho nên cái này thực ra là không hề có JavaScript nha. Chưa hề có JavaScript rồi, ok thì giữ nguyên cái này của em, nhưng mà thầy sẽ dời này xuống dưới nè. Toss order nè, thầy dời xuống dưới này. Thì nó thực ra cái tính toss order đó. Thầy sẽ đưa lại nè. Có phải lỗi là đưa đây đúng không? Đúng không? Rồi, chính xác ha. Toss order. Ở đây á là ở đây có chữ show, do em có chữ show nó mới hiện lên. Còn nếu như không có chữ show nè thì nó sẽ ẩn. À nha. Từ từ. Giờ sẽ biết lỗi nó cũng vẫn ẩn, nó không hiện. Không biết luôn. Thấy không? À thấy có chữ show, gì có chữ show. Có chữ show thì luôn hiện, tức là mới vô nó cũng hiện. Đúng không? À vậy thì thật ra là cái này nè, cái này là nó chỉ cần khi nào có lỗi mới hiện ra đúng không? Như code em nãy code đúng không? Bằng BigBee đúng không? Rồi ok, làm theo cách của em nha, là vẫn là BigBee bình thường. Vậy là sao? Em kiểm tra nếu như nên xét thì xét trước. Toss metadata nè. If chấm than tức là không thành công. And if không thành công thì nó hiện ra ha. Không thành công mà đồng thời phải có gì nữa ra, phải có này nữa. Và có message nữa. Tại vì sẽ không có gì cả thì không cần phải đi. Đúng không? Hoặc là ghi rõ chấm than màu rộng đó, như em làm đó. Khác rộng đó ha. Tức là này là true, là for đúng không, và có dữ liệu thì mới hiện ra, cũng có rồi thôi. Được chưa? Rồi ok ha, có cái gì là chuẩn ngắn hơn của em xíu đó, không cần reset đâu, tại vì chắc chắn reset có rồi, tồn tại mình đã khai báo đây rồi là reset rồi, không cần phải khai báo đó nữa. Rồi không hiện nè, nhập sai submit, nhập sai submit ở bên show hả, chưa hiện lại để cho show lại. Rồi được chưa, đây ok chưa. Lưu ý nha, cái này hiện tại đang là BigBee, HTML không có JavaScript, hoàn toàn không có. Thầy sẽ có trước, thầy sửa trước trên BigBee với lại thằng HTML, xong rồi thầy mới nói JavaScript sau. Được chưa? Bây giờ đang nói mình đang sửa có thuần nha, làm để ý nè, cái chỗ này á, giống như HTML thôi nha, đừng quan tâm. Rồi bây giờ nè, kiểm tra bắt đầu vô code từ đầu đến cuối nè. Khai báo biến, bây giờ mình sẽ có là phần khai báo biến là sẽ có input là em có truyền vào là calling code. Cái thứ hai là phone, số điện thoại ha. Rồi ok, output sẽ có là success. Ở đây nên đặt là font true đi cho dễ hiểu, đừng là không nữa nha. True font, message mới vô bằng rỗng và data cũng là rỗng chứ có gì cả. Ok, data là mảng rỗng, message là chuỗi rỗng. Tiếp tục ở đây á, tạm thời chưa có ajax thì vẫn sẽ bình thường nè, lấy dữ liệu input. Rồi. Ngắt code, nếu không có dữ liệu nào được gửi đến thì mình gọi tới done luôn, là có done thế này đúng không? Done sẽ kiểm tra cái này là mình trả về gì đây? Trường hợp là gì? JSON.
cái chàng chàng login đúng không? Chàng chàng login. Vậy thì bây giờ em làm ơn nha, em mở em thầy luôn vô Postman. Em có thể cài cái Postman hoặc truy cập vào cái đường link này của Postman của công ty mình. Em có tài khoản này nhập vô á. Ha, thì em sẽ tạo luôn một cái link mới, một cái request mới. Request. Request này tên là gì đây? Login. Em phải làm cái này, bắt buộc phải làm cái này để làm gì? Để khi em có xong thì cho bên bên nào ta? Bên app họ xài. Đúng không? Sẹt gì đây? Login chấm gì đây? Chia sẻ. Được chưa? Login đầu vào của mình á, mình truyền vào nhớ là chọn này nha, nó chọn row nha và mình chọn là JSON nha, đầu vào mình là JSON. Được chưa? Ở đây mình phải ghép mà là bot chứ đúng không? Form bot. À đó. JSON. JSON mình á sẽ gồm có là thứ nhất là gì ta? Đầu vào mình nè, calling code. Ừ. Là giá trị gì đó. Rồi phải tiếp theo đến thằng nào đây? Phone. Giá trị gì đó. Được chưa? Giả sử khó liên code có phải là người ta chọn nè, ở đây có phải em ghi là cộng 84 đúng không ta? Cộng 84, vậy nghĩa là khó liên code value là gì đây? 84, value 84 nghĩa là khó liên code chỉ có 84 thôi nha, không có cộng 84 nha. Được chưa? Số điện thoại nè, 0938003000. Được chưa? Mình gửi lên ha, thử gửi lên nè, submit. Nè, success. Đã tìm thấy tài khoản không có số điện thoại, hãy chuyển sang chương trình đăng nhập, là nó thành công đúng không? Là này code của em đó, code của em đó. Bây giờ giả sử nhập sai nè. Đúng không? Submit lên. Phone số điện thoại không, số điện thoại phải có chín con số này đúng không? Là báo lỗi nè, đúng không? À đó, rõ ràng đó ha. Rõ ràng mình đã làm xong API rồi đó. Vậy thì bây giờ nè. Kiểm tra code mình nè. Đầu vào mình là cái này. Đầu ra mình có ba cái là success, message và data. Success, message và data. Thấy chưa? Đó là cái của mình đang làm đó. Bây giờ lấy điều nhập nè, là mình lấy điều nhập có rồi. Nếu lỗi á, thì nhảy tới đinh là nó in ra cái output luôn. Là đúng rồi, có sẵn code rồi, làm luôn là xong rồi ha. Giờ phần xử lý nè. Lấy dữ liệu từ post đưa vào y, là này có sẵn code luôn rồi. Post nhỏ này á, chính là lấy từ cái post lớn mà ta gửi lên á, tức là lấy đống này nè. Được không? Lưu lại vô thằng y á, là vô đây nè. Nói chung là hết đoạn này nè. Hết đoạn này á, thực tế ra mình chỉ lấy liệu cho nào ta? Input. Người ta truyền vào gì lấy cái đó. Được chưa? Những cái nào mình khai báo đây á, thì lưu hết input vậy thôi. Cái đoạn số 3 này chỉ làm nguyên đoạn số 3 làm nhiều đó thôi. Được chưa? Đoạn thứ tư nè. Xử lý tác vụ chính thì phải bây giờ mình sẽ kiểm tra, tức là tới đây là y đã có dữ liệu rồi. Được không? Y có dữ liệu rồi thì mình kiểm tra y phone. Em cắt số 0 nè. Đúng không? Mình cắt số 0 rồi. Ok. Lỗi. Không đủ chín con số. Vậy thì bây giờ nè. Ít này không nhập. Là chưa nhập ha. À, trường hợp không nhập gì cả, tức là rỗng nè. Submit lên nó báo lỗi, nó báo sợ là gì ta? Không nhập số điện thoại. Chưa nhập số điện thoại. Ok, đúng ha, là trường hợp đầu tiên. Lỗi cái này báo lỗi chưa đúng nè. Cái này em ghi là này phải ghi lỗi là kiểm tra lỗi. Số gì ta? Số điện thoại. Được chưa? Trường hợp này nè, đó là chưa nhập số điện thoại. Elif nếu có nhập rồi mà nó là sao ta? Điểm đó, điểm đó, điểm số lượng ký tự đó, đúng không? Mà nó không bằng 9, bắt buộc là 9 luôn, Việt Nam bắt buộc là 9 luôn, đúng không? Số điện thoại phải có 9 con số. Đúng, rồi. Elif phone, nếu mà không phải số, số điện thoại phải là số, ví dụ nè. Số điện thoại chỉ cho phép nhập số đi. Đó, ABC, đúng không? Submit lên nó sẽ báo lỗi. Này là đáng lẽ phải báo trường hợp này trước hay hơn nè, phải có chín con số chưa đúng nào đúng không? Có nghe thầy sẽ ưu tiên cái nào ta? À, ưu tiên cái chuyện mà là số trước rồi mới ưu tiên cái chuyện cái kia sau thì nó hay hơn. Được chưa? ABC thì báo lỗi trước, có không phải là số nó báo lỗi trước rồi nè. Đó rồi giờ nhập số không á thì nó mới báo lỗi là chưa đủ. Được chưa? Ưu tiên nó sẽ hay hơn đó. Được chưa? Rồi khi mà đúng hết rồi á, tới đây nè, tới đây nếu mà có bất kỳ lỗi nào thì nhảy tới đây là sai luôn rồi. Đúng không? Còn không có tới đây thì tiếp tục nè. Kiểm tra xem người dùng đã tồn tại hay chưa. Là em lấy là ID, password, room user. Ở đây khi mà login á, thông thường thầy sẽ lấy hết tất cả luôn nha. Thông thường hết tất cả. Sao? Chỉ riêng user thôi. Được chưa? Mấy bạn khác không lấy hết, tại user nó có thể sẽ có rất nhiều dữ liệu cần thiết. Đúng không? Mình lấy hết tất cả luôn ha. Lấy sao room user. Where calling code bằng calling code này. And phone bằng phone. Thì em lưu ý em phải coi trong database của em. Này là mình app.vinable đúng không? Sẹt với v my admin. Enter một cái. Vô đây. Mình vô thằng user. Này không có JavaScript không cho vô mới chết nhé. Bật JavaScript lại cái.
Rồi bây giờ mình cho user. User nè, số điện thoại nè. Em đang lưu như vậy, nghĩa là em đang lưu không có số, không có số 84 trước. Ừ, em đang lưu là không lấy, không lưu 84 ra đúng không? Tức là có encode riêng, phone riêng. Ừ, như vậy cũng được, không sao cả. Tại vì mình sẽ có tập hợp hai cái này lại là ra số khác nhau. Đúng không? Ok, vậy cũng được, vậy không cần lưu cái đó. Vậy là phone riêng không sao hết, đúng rồi đó. Y rồi. Bây giờ em RS đã thành lời với tắt reason á, mình chỉ phân dữ liệu đây ra ha. Ở đây RS RS thật ra RS RS nó cũng hơi dở. RS RS thì rất khó nhớ, thì không đặt RS đâu. Đặt là lambda user. Được không? Rồi, được không? Là người dùng á, được chưa? À, user này lại là user limit, limit 1 rồi lấy ra một người đúng không? Yeah. Lấy ra một người, vậy thì đây á, thầy sẽ cho là if iset user 0, còn user 0 nữa ha. Count user nữa, nhiều quá vậy. Thôi, user thì thêm chữ s luôn đi. Tại vì em còn 0,1 nữa mà đúng không? Yeah. Tức là nguyên mảng á, dữ liệu á. Nhiều bên trong á, rồi. Nếu tồn tại như không password, người dùng tồn tại và đã từng đặt mật khẩu, có hai trường hợp xảy ra là ha. Nếu mà trường hợp thứ nhất là người dùng đã từng đặt mật khẩu rồi, tồn tại đặt mật khẩu rồi thì mình mới sao, mình sẽ đi vào trang gì đây, login. Rồi ok, cái này là mình sẽ chỉ chuyển trang khi đang vô web thôi, còn đối với app thì nó chỉ có đoạn này thôi, nó không vô web này. Đối với app đúng không, là đối với session á, mình nói là khi cái đường dẫn nó không phải là session thì mình mới chuyển đi được không ta. Còn nếu là session thì nó in ra kết quả thôi chứ nó không chuyển đi. Ha, đã tìm thấy tài khoản không có số điện thoại hãy chuyển sang quy trình đăng nhập là ok ha. Tiếp tục, đã tìm thấy tài khoản không có số điện thoại hãy chuyển sang quy trình đăng nhập. Thật ra mình đang trong quy trình đăng nhập, nói vậy nó cũng hơi kỳ, mình đang trong quy trình đăng nhập mà đúng không, thì phải nói rõ là sao, đã tìm thấy tài khoản khớp với số điện thoại hãy chuyển sang quy trình gì, à, chuyển sang màn hình đặt mật khẩu. Cái này là thông báo cho bên app chứ bên web không nhìn thấy, web là đã đi mất tiêu rồi còn đâu nữa. Web đi luôn rồi hiểu không, nó tự chuyển, còn bên app người ta phải biết người ta chuyển. Cái này mình nói, mình báo cho bên app biết để họ chuyển đó. Hai bên app á success nè, đừng kia điện ghi vòng một nó như thầy ghi gì đây true à, để bạn hiểu là nó chỉ có hai chị là true phone thôi chứ phải 123. À, tất cả đây mình báo để cho nó để này không có trừ một đâu nha, không có trừ một, xét không có trừ một, không biết bạn khi có sao thầy chỉ biết tại sao bạn lại có trừ một rồi, nó không có, chỉ có true hoặc false, không có trừ một, trừ hai, trừ ba gì hết nha, tất cả luôn, mình làm đơn giản nhất có thể. Còn nếu mà làm mà xét á, nó có nhiều cái con số á, thì phải là 404, 401, 201 rồi theo đúng theo chuẩn của thằng API. Nhưng vậy rất là phức tạp, mất công lắm, true false đơn giản nhất cho bạn dễ hiểu. Rồi ok, bây chỗ này xem như chỗ này là ok rồi ha. Tiếp tục nè, ngồi sổ này lại cái tên khác để login main kỳ lắm. Em thấy là gì ta? Enter password hay login password hay là gì đó ha? Login password chẳng hạn hay gì đó ha. Không, thầy sửa lên tiếp tục nè. Cái thằng này á, thầy ra trên internet nha, thầy sửa lại cái trang login này nè. Login này là mới vô là login, xong login main. Nó rất là khó hiểu. Thầy đặt là ở cao. Ở cao là có rồi. Login. Thôi tạm đi với login đi. Đặt cái tên không có chưa chuẩn lắm á, phải chỉnh lại cái tên cho nó chuẩn. Login main là chưa chuẩn. Thằng này đặt login main ta, login by password. Này register đăng ký. Tại mới vô mình phải là kiểm tra login trước. Account là tài khoản đúng không? Account. Login check đi. Login phone. Login chắc login mình lấy mình check gì đó, từ hồi đi hồi suy nghĩ tên này sau đi, tạm thời để nguyên như đi, để thì có sự hết video cho em đi, suy nghĩ tên là cho hay hay á ha. Tại vì đúng nguyên tắc như nè, register là cho đăng ký, login là login ha, chứ login main thì khó hiểu lắm, main là sao. Rồi ở đây trường hợp này là người dùng không tồn tại hoặc đã từng sao này, hoặc chưa từng đọc khẩu
Vậy nếu mà này là người dùng chưa từng tồn tại nè, thì em insert vô. Insert vô, rồi. Insert vô, nếu như insert thành công rồi á, thì nó sẽ đi qua trang OTP. Đúng không? Rồi, còn ở đây á, tài khoản chưa tồn tại, hãy chuyển sang quá trình xác minh OTP. Rồi, ok, tạm thời vậy đúng luôn ha. Tại vì OTP chưa gửi OTP được đúng không? Eo, là tới đây nghĩa là tài khoản gì? Tài khoản đã tồn tại. Tài khoản tồn tại nhưng chưa đặt pass. Chưa đặt pass, tại vì nếu đặt pass nằm trên rồi. Nè. Đúng không? Đã tồn tại và chưa từng đặt pass thì nó sẽ có hai trường hợp. Một là cái phone verify rồi thì đi chuyển sang cái repeater. Sao hành nào cũng qua repeater nhỉ? Đúng không? Nếu như á, nếu mà đã này chưa tồn tại nè, nó phải đi qua trang nào biết không? OTP chứ. OTP mới đúng. OTP thì nhỉ. OTP đúng không? Còn nếu đang nghĩ tờ đúng rồi, nếu mà tại vì chưa này là chưa chấm than là chưa verify đúng không, thì yêu cầu bắt buộc verify tức là phải nhập OTP cái đã. Còn đây là đã verify rồi ha, nè ghi rõ nè, chưa xác minh, chưa xác thực đi số điện thoại thì bắt buộc phải xác thực. Còn này là đã xác thực số điện thoại, đã thật rồi đúng không, thì gì qua thẳng cái trang nghĩ tờ luôn. Ừ, vậy thôi. Ok, trả về input và tạm thời quy trình là đúng rồi đó, đúng hết rồi đó. Ha, đúng rồi đó. Ok chưa? Cái chỗ này vẫn còn lộn cộng chút xíu chỗ này nè. Chỗ này á, thật ra cái đoạn này nó đáng lẽ mình có thể là mình lúc nào cũng yêu cầu hết OTP hết cũng được. Mỗi khi lúc nào cũng vậy hết, yêu cầu OTP hết thì nó hay hơn. Tại vì nếu như người ta đã kích hoạt bây giờ rồi nhưng mà tôi chưa đặt pass. Như hôm nay đi vô bấm vào hình lên chụp đúng OTP xong rồi những cái alo họ bận quá, nghe điện thoại họ tắt đi một cái. Thấy không? Thì lúc đó mình đã cập nhật, họ đã nhập đúng OTP rồi. Họ chưa đăng ký xong thành nhập đặt pass. Mà người khác họ vô tài khoản của họ nhập đúng số điện thoại luôn thì nó qua tới đây luôn. Cái nó là người ta đăng ký với ta nhập khẩu luôn. Không phải là họ nữa. Thì hiểu không? Qua thẳng đây luôn, nên thành ra đúng ra trường hợp này mình có thể làm thẳng trường hợp này luôn. Một trường hợp nhất thôi. Là luôn luôn. Luôn luôn OTP. Ngoài đại luôn chuyển tiền hay OTP. Ha. Rồi ok, thì đó cái này quy trình là xem như là em xử lý xong bằng gì đây, bằng BigB ha. Thì em làm đúng hết rồi thì mọi thứ ở trong Postman nó sẽ chạy đúng, nó là về BigB nha, tức là BigB sẽ chạy hết cho thằng Postman tại bên đâu có sao VIP đâu ha, bên em nhập đúng hết rồi 0938003000 rồi tất cả mọi thứ là ở đây hết đó, được chưa, trù hết đúng không. Rồi bây giờ nè, bây giờ mình quay trở lại mình sẽ bật sao VIP cho thằng này đó, có sao VIP màu đỏ liền đúng không. Đó bây giờ sao VIP nè, thì mình sẽ muốn, mình không muốn tải lại trang như thế này, đã là JavaScript thì mình không tải lại trang đó, mình phải xử lý tất cả bằng JavaScript. Em lưu ý nha, tức là hiện tại mình phải lưu ý là mình luôn luôn test là mình bỏ JavaScript trước, mình chạy trước coi nó được hay không, sau đó rồi mình mới gì ta, mình bật JavaScript lên ha, lúc nào cũng vậy hết á. Bây giờ thầy sẽ bật lại cái task message, mất tiêu cái task luôn rồi, load module, cái module tên gì đây, vô trang nào bất kỳ đi, loader đúng không, loader. Được chưa? Chạy lại. Thầy coi có cách nào mà thầy tắt JavaScript. Tắt JavaScript mà loader nó không, nó sẽ tự tắt theo không? Hiểu không? Hiểu. Vậy bây giờ loader nè, mở module loader lên để nó đừng ảnh hưởng tới những cái trường hợp mà không có JS. Nó là ID bằng loader spin gì đó. Thử trường hợp này có được không? Rồi, thử nha. Này không giao clip đúng không? Không giao clip. Không chạy, không có thằng lắp lên được thấy không? Rồi giờ bật giao clip lên. Có loader này. Thấy không? Tại vì cái đoạn này nè, cái đoạn code document drive á là thì đang viết, thì đang chạy trong đâu đây? Đang chạy trong script. Trong script như là có script, những cái khi nào có script thì đoạn code trong này mới chạy. Không có script là xem như không có này luôn. Hiểu không? Cần có script á thì tại chỗ này nó sẽ write ra cái đoạn này, mà nó write đoạn này tức là có rồi. Có rồi thì nó sẽ loader. Được chưa? Rồi ha. Vậy thì
nó luôn chạy đúng vào trường hợp ha, là load sẽ bị xong đúng vào trường hợp. Rồi bây giờ mình sẽ nói là mình xử lý bằng JavaScript. Xử lý JavaScript á, thì mình làm một lớp khác hoàn toàn với BigB nữa, một lớp xử lý đây, thì đây như cách thầy làm nãy nè. Đó, bây giờ mình đụng tới hàm loại này, submit, được chưa? À, thầy sẽ đóng hết mấy kia đi, đóng mấy cái của em đi. Toss message bỏ này luôn ha. Rồi, à, cái toss error là cái này, rồi cái toss của em trên này bỏ chưa ta? Bỏ rồi phải không? Bỏ rồi. Rồi, này bỏ lên luôn. Ok. Nè. Nó không tải, nó không tải là bình viên phone nè, nó không tải nữa. Nè. Thấy chưa? Nó không tải là nữa. Do handphone rồi, nó không tải là nữa. Đó. Vậy thì chỗ này code mình nè. Form.submit function toss message toss error ha, tên toss error đúng chưa? Toss error. Toss error này không phải lúc nào nó cũng có, bây giờ hiện tại nó không có nên nó lỗi nè. Nó không tìm thấy nè, khen nó drop luôn nè. Được không ta? Ở đây do mình xét lại sao? Có tồn tại này thì có lỗi thì mới hiện ra đúng không? Yeah. Thực tế ra nếu không có lỗi mình vẫn cho nó hiện ra luôn. Vậy thì bây giờ cái này luôn luôn tồn tại. Thầy đưa cái if này nè. Luôn luôn tồn tại cái đoạn này. Chỉ khác là có show hay là không show thôi. Đúng không? Tức là thực tế ra cái này luôn luôn tồn tại, có ID nữa mà. Thì bấm nó sẽ không bị lỗi ha, tức là nó tồn tại, bấm này nó hiện ra cái đó nè. Đó. Mà chưa có gì hết cả là lý do tại vì thằng nào ông nội nè, thằng này là gì đây? Rỗng mà. Này rỗng, được không? Nó vô rỗng, khai báo rỗng. Thì bây giờ tất cả mọi thứ thì làm bằng JavaScript nha. Tức là thầy không quan tâm đi tới cái thông báo bên BigB là gì nữa. Làm bằng JavaScript đây hết luôn. Là chỗ này nè. Có phải thầy sẽ cần bắt dữ liệu của con này ra không? Phone đúng không? Thằng này tên là gì đây? Phone. Nè, cái input đó, input theo type bằng theo và ID bằng phone đúng không? ID bằng phone thì thầy có thể bắt được nè. Đô la thằng phone chấm va lấy được dữ liệu của nó. Thầy điện gì đây nó ra được cái đó. Được chưa? Nè, thử nha. Alex. Alex trang này nha. Tạm thời đóng bỏ này đi, chưa có toss gì hết. Em nhìn thấy nè. ABC 123 điện gì ra cái đó, được không? Thì bây giờ mọi thứ mình làm ở đây á, thì thay vì là alert đây thì đặt một cái biến va phone bằng một cái biến. Được chưa? Này là gì đây? Số phone người dùng nhập, số điện thoại người dùng nhập. Được chưa? If mọi thứ y hệt như trong này luôn, tất cả này có gì thì mình lấy lại y hệt nhưng mà viết bằng JavaScript. Được không ta? Giờ mình sẽ có nè. If đầu tiên hết là phải là chim đúng không? Yeah. Là chim hay đầu đúng không? Yeah. Gary là chim có không? Sạch Google. Nè. Yeah. Nó chỉ nè, đúng không? Nè, Mirror Relay nè, you can nè đó. Giờ thầy sửa lại đi. Đấy. Cắt bỏ số 0 ở đầu. Thì sẽ cho là phone. Biến phone nó có rồi. Biến phone bằng biến phone chấm relay. À thì số 0. Được chưa? Thử alert thử trong này nha. Alert ai đây? Alert của con phone. Ra thử. Đoạn này thầy mới có bị tạm để mà mình coi thôi nha, mình sẽ bỏ đi thôi lỗi nha. Để mình coi lại cái bên kia có gì không được. À sẹt sao sao sẹt mới được. Sẹt sao. Sao sẹt. Rồi, đâu rồi, mất tiêu rồi. Hãy hết coi luôn hả Hải? Okay. Gì? Đây, giờ lại nè. Speed lên nè. Nhập 0, 1, 2, 3, số 0 tiền đúng không? Speed lên. Chưa cắt, vẫn chưa đúng. Đúng không? Mình phải kiểm, mình phải tìm cách nào đó mình cắt cho ra mới được. Relay, phone.relay. Xả tiếp. Gary là remove hoặc là chỉ sang kiểu in luôn ta. Ừ nhé, chi khổ vậy, phạt in nhập số mà. Yeah. Nhập số mà nhập mình chuyển sang số in là được. Phạt in nè, đúng không nè? Phạt in nè, bằng phạt in của ai đây? Phone xong thử lại đây. Đây nha, 0123 phải số là 123 không?
số mà, được không? Nhập vào dưới 0 trước thì nó vẫn là 1,2,3 thôi, giá trị nó 1,2,3 thôi. Được chưa? Nếu mà 1,2,3 đó. 1,2,3.25 nha. Cái tiền nó bật in nó còn 1,2,3 đó. Thì cũng không được. Phải không? Phải không? Vậy cũng không được. À. Bật in cũng không được thì sao? Vậy sao? Để sao tiếp nữa, làm đúng theo giao clip UD ở PB mình đi, là Z Query remove 0 before nickname 0 nè, nickname liền đầu á ha. Này bổ sung thêm nè, nó kia nè, bị lấy nè. Quay lại tiếp tục nữa, không cộng, thử lại, nó relay, à, rồi, à, không cộng thì nó sẽ là rỗng, cái này là thuộc về regression đấy các bạn, được không ta? Này hôm trước có kêu học rồi đó, không nhớ lên mạng sạch thôi, này cũng không nhớ đâu, thử lại, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nha, ok chưa? Thử số chấm nha, chấm 25 nè, thì nó phải nó bỏ số 0 thôi, vẫn còn chấm 25, đúng chưa? Đúng rồi ha. Thử bỏ số 0 đầu số cuối, nó có liên quan gì không? Không có liên quan gì cả nha, diễn nguyên nha. Tức là chỉ số 0 đầu mới bỏ thôi. Thấy chưa? ABC với diễn nguyên ABC nè. Rồi, chuẩn rồi đó ha. Giờ đây cách đầu cách mình cần nè. Là đoạn này. Cắt bỏ số 0 ở đầu. Là mình đã xong phần này. Được chưa? Rồi kiểm tra cái if nè. Đó, ba kiểm tra nè ha. If nếu như cái for bằng bằng rỗng. Đúng không? Đúng không? À, Lan chưa nhập số điện thoại, cái này là câu thông báo Lan chưa nhập số điện thoại thì mình làm lại y hệt như vậy luôn. Nhưng mà câu thông báo này nè, anh lưu ý nha, mình sẽ đưa vô trong phần nào đây? Đưa vô trong cái thằng ông nội là test này, toss error test, được không? Thì thầy sẽ đưa vô nè, đô la toss error. Được chưa? Vô test nữa. Chấm. Chấm gì? Test. Children. Chấm test. Chấm HTML đưa nội dung vô đây. Cái nội dung này bỏ đây, nội dung này chính là số điện thoại này, nhưng mà thằng này phải làm trong bước bi nữa, tại vì nó là gì đây? Lan, được không? Lan, được chưa? Rồi ở đây do thầy dùng dấu mà ngày dấu nháy gì ra nhắc đơn rồi nên trong này hiện giấy kép, được không? Hoặc ba làm ngược lại là này gì đây, giấy kép thì mà này gì đây, giấy đơn, hiểu nó không ta? Để đừng lộn dấu đó, nó không, nó hiểu là thằng này đây là một cặp nè, này ngoài đang cặp nè, được chưa? Đó test, và sau đó cho nó hiện lên luôn, hiện lên thì cái đoạn có hiện lên mình có rồi nè, phải không? Phải không nè, hiện lên tất sẽ hiện lên trong vòng 2 giây nè, được chưa? Nè thử nha, thử nè, nó không tại là trang đâu nha, nhập nè 0, 1, 2, 3 rỗng chứ, đúng không? Rỗng mà rỗng chứ, đúng không? Rỗng nè, bỏ cái led đi, led bỏ đi, từ từ nó vẫn chưa ra kìa, nó vẫn chưa ra, vẫn chưa hiện ra giữa này, sao kỳ vậy ta? Sao hiện chưa rỡ đó? Chấm children, chấm children hình như có không người ta, phải không người ta? Sao cái nó có không người ta? Sao đây? Chấm children được không ta? Không có nhớ. Này khóc luôn rồi. Chấm children. Cộng thôi thôi. Thôi là toss error đừng làm children gì hết, mất công lắm. Từ đây nè. Vô trong nữa đúng không? Qua vô trong nữa đúng không? Chấm test luôn. Nè, cho nhanh. Nhanh lẹ đó. Thầy không nhớ cách tìm nó như sao đó. Thấy chưa? Đó. Được chưa? Nè, nó không tại là, nó không tại là trang nha, đang hoàn toàn JavaScript nha. Đang hoàn toàn JavaScript, nó không hề tại là trang, 2 giây thì động tắt. Bỏ PHP luôn hả? Không, PHP vẫn để nha, PHP là cái quan trọng nhất. Cái JavaScript mà giúp trang web cho nó chạy nhanh hơn và nó cảm giác nó mượt thôi. Nó không lót thôi. Tức là nó hai lớp lận. Nếu như máy người ta có JavaScript thì nó chạy bằng JavaScript, còn không JavaScript chạy bằng PHP bình thường. Nhưng mà cái này không phải là cái ưu tiên thằng kia. Nhưng mà mình phải làm cái hai cái luôn. Được chưa? Rồi. Chưa cứng cái JavaScript. Được chưa? Rồi giờ font bằng rỗng đúng không? Giờ tiếp theo nó eo if
tiếp tục đúng không? L if, if gì ta? If for nè, không phải số đúng không? Yeah. Đúng không? Is numeric. Vậy thì mình check làm sao ta? Thầy sẽ check một cách này nè. For chấm than bằng bạc in của for nè, thầy chuyển thành số sẽ kiểm tra chính nó, nếu nó không phải số nguyên lỗi liền luôn, có dấu chấm cũng đâu được đâu. Yeah. Đúng không? Đúng rồi, đúng không? Ừ, đó, vậy là mình sẽ ghi thông báo y hệt vậy luôn. Thông báo là số điện thoại chỉ được phép nhập số. Rồi chưa? L vậy ai nhập số 0 ở bên trước nó cũng báo lỗi luôn á thầy. Báo lỗi trên đây rồi em. Ai nhập số 0 ở bên trước đó. Ừ, báo lỗi chỗ này mất tiêu rồi. Nó không có tới đây nữa đâu, nhập số 0 trước hả? À, nhập số 0 trước. Ừ đúng rồi, cũng được. Báo lỗi cũng báo lỗi luôn. Không có nhập số thôi. Tại vì lúc đó thầy cho nhập số 0 mà. À cũng đúng, em nói đúng đúng đó. Rồi tính trời hợp đó nữa. Vậy là len nó đi ha. À str len có không? Không có. Thì nó có đoạn là for chấm len chấm than bằng 9. Thầy làm trước đi rồi thử lại trường hợp đó nha. Làm hết các trường hợp số điện thoại. Được chưa? Rồi giờ bỏ này ra. Bỏ này luôn. Return false là không có chạy ha. Không submit thủ công. Tạm thời thì vấn đề để nguyên như đây nha, hồi xử lý sau nha. Đây là sự là kiểm tra lỗi đúng không? Kiểm tra số điện thoại nhập vào. Lỗi trên sai này. Kiểm tra số điện thoại nào em? Này chưa nhập số điện thoại. Trên cùng. À. Chưa nhập số điện thoại ở đây đúng không? Đây. Được chưa? Rồi lại nè, lại nè. Ha, rồi nhập số điện thoại nè. Như em nói số 0 đúng không? Giờ dành nhập trước là 123.25 là sai đúng không? Nhập số đúng không? Nhưng mà giờ này có hai trường hợp nè. Là nhập gì đúng nè. 9380300 này đúng không? Này là thiếu số 0, là vô trường hợp thứ 3 đó mà thiếu nè. Có chính số. Và trường hợp này nè. Trường hợp này là nhập đúng không? Nhập đúng. Đúng. Nhưng mà nó sẽ báo sao? Nó không báo. Ủa vậy đúng hay sai? Đúng mà, đâu có sai đâu. Số 0 cho không? Cho mình cho nhập. Cho mà, đúng hay sai? Đúng mà. Đúng. Đúng mà, đâu có sai đâu. Đâu sai đâu, đúng không? Tại vì sao nè? Tại vì số này nè. Số này em so với cái thằng này nó có bằng nhau không ta? Hai này bằng nhau không ta? Nó bằng luôn. Nó cũng bằng vậy. Dạ. Nó không bằng mới được. Nó thực ra bằng mà 0093 con số này dùng như là thầy nói là 01 với số 1 bằng nhau không? Bằng. Bằng má. À. Thì được má, đúng không? Vậy là đúng chưa? Đúng. À đúng hết. Vậy bây giờ nè, trường hợp nè. Khi hiện toss á thì mình mới return gì đây? Return phone. Còn không hiện thì mình không return phone. Như vậy, xong. Có lỗi thì mình mới return. Cộng lại thì thôi. Được không? Được không? Được không? Nè. Có lỗi. Mình không chạy nữa. Nó hiện thông báo ra nó đâu chạy nữa. Nó không chạy nữa tức là chưa thể submit lên server nha. Nhập đúng hết thì nó mới đi. Đúng hết. Đúng không? Đúng hết thì không vô if nào cả đúng không? Đúng không? Thì nó không chạy được điền phone. Đi bình thường, nó submit bằng PHP bình thường. Thì nó qua trên kia, đúng quy trình kia đó. Được không? Và cái lớp này là cái lớp bổ sung thêm này được không? Rồi thêm một cái nữa nha, thầy muốn tìm cách tối ưu chỗ này một xíu nữa. Bây giờ cái chỗ toss message này nè. Cái này không phải toss message. À, cái thằng này mới là toss error nè, toss error nè. Model chưa cũng model cũng thiếu model nữa, chưa xử lý mình sử dụng model nữa đúng không? Còn gì model nữa. À, mình vẫn còn thiếu model, quay lại login đi. À, và ở đây á, mình sẽ xử lý cái này là xử lý gì đây? Login đúng không? Yeah. Mình ghi là gì ta? À CS login đi. Đâu, CS login login này. Bây giờ chỗ này nè. Cái này em thấy nhập lại cái đoạn như đâu ta? Những cái này. Lỡ như này sửa thì phải quay lại phải nhớ là sửa chỗ này nữa, mình không có nhớ chuyện đó, đúng không? Mình không có nhớ chỗ đó thì bây giờ thôi. Thì bây giờ tốt nhất á input mình vẫn có khai báo, output vẫn có, được chưa? À, input là vẫn có rồi, mình báo thêm của mình được không ta? Ha, báo là message bằng rồi các thông báo, được chưa? Các thông báo thì mình sẽ có không, các thông báo mình sẽ có thông báo là chưa nhập số điện thoại, đúng rồi đó. À, đặt cái nữa cho nó dùng lại cho nó dễ ha.
chưa nhập số điện thoại thì mình đặt biến gì tùy mình đặt thôi. Đặt sao? Học giỏi tiếng Anh là hay. Chưa là gì. Nếu mà làm biến á, thì chơi vậy nè. Đâu rồi. Đã luôn. À, chuyển số điện thoại nè, đây. Làm biến thì làm vậy luôn nè. Cái thứ nhất. Cái thứ hai. Đâu rồi, error đâu rồi. Đây. Cái thứ ba. Tức là 012 luôn á. Tôi trả về 012 luôn, trả về đúng cái biến luôn. Rồi, 012. Được chưa? Mấy sai 012, chị thấy đây nè. Chưa nhập số điện thoại. Không. Mấy sai? Không. Mấy sai? Gọn chứ đâu phải làm biến đâu. Một. Nhưng mà vậy nó có nhiều quý ước quá. Em phải nhớ quý ước đâu đâu nữa, 112. Tại vì trường hợp mấy khác không cần nè, mấy cái này không cần nè, tại vì mấy này không có dùng lại. Nhưng này dùng lại trùng nhau em hiểu không? Thế là mới dùng này. Thằng đây là gì đây? À, mấy sai không. Mấy sai ghi sai luôn á trời. Hai chữ E. S1. Chữ E trong chữ A. Sai đó. Hai chữ E sai rồi. Mấy sai 2. Lớn luôn đó tiếng Anh. Đúng không? Yeah. Relay on. Đó hết tất cả. Quên đây, relay on. Đó tất cả. Được chưa? Vậy thì nghĩa là hai cái đó nó đang cùng chung một cái thông báo rồi đó. Đó. Ha, à, này chưa tải trang này nha. Thấy chưa? Ổn chưa? Nó không tải hơn tải trang này đó. Em nhập sai em không tải trang là biết liền à. Nè. Thấy chưa? Nó sẽ không bị mất đi á, đúng không? Nó không bị tải lại trang. Nó này tải lại trang rồi nè, được chưa? Rồi ok đó ha, là xem như cái trang này là mình đã xong tập sơ lược đó, nhưng mà vẫn còn cái nữa là mình vẫn còn cái chỗ mà hiện cái thông báo hỏi á, đúng không? Vậy chỗ này nè. Mình quay lại cái giao diện gốc của nó. Đây. Mình coi cái chỗ thông báo đó là hình như là cái dashboard đúng không ta? Dashboard gì đó. Nó cái này đây, như nè. Dashboard nè. Có hướng dẫn nữa này coi dashboard. Đó. Bấm nó hiện lên gì đó. Hình như là nói chung là đâu coi code mình luôn đi vậy. Đây dashboard qua. Đây nè, đây là dashboard nè. Ha. Đây là dashboard. Bây giờ hôm bữa có dùng cái nào ta? Hay nó này ta? Vãi. Này nè. Basic nè. Show nè. Thì mình có khi nào khi show nó có gì nó có khác biệt gì không? Khi show nó có thêm gì đây? Display gì đây? Có cái show này nữa nè, đúng không? Thử nha. Mình thêm cái last show này thử coi nó có thay đổi gì không nha. Show. Đúng không? Thử luôn. Cái mình chạy trang mình coi. Nó cũng không show luôn. À, coi tiếp nữa. Display lock nữa, đúng không? Display lock đây nữa. Display lock chỗ nào đây? Đây chưa? Chỗ thằng nó luôn đúng không? Style bằng luôn. Rồi, thử coi. Đó, giờ nó ok đúng không? Vậy thì nếu thì bỏ luôn cái show này được không? Tại để lock còn show làm chi nữa chứ. Để đã lock rồi thì là show rồi còn gì nữa. Ha. Đây chưa? Phải là cả hai mới được luôn, vừa show rồi lock nữa. Rồi, là cả hai mới được đúng không ta? Là phải cả hai mới được đúng không? Vậy thì bây giờ nè, cái thằng nội này là nó sẽ luôn luôn có đây rồi. Thằng này là toss error đúng không? Vậy thằng này là gì đây? Dialog. Dialog thôi. Được không? Dialog bot ha. Dialog bot này nó sẽ hiện lên khi nào? Nó sẽ hiện lên khi mà mình nhập xong hết, không có lỗi gì hết. Tức là dưới này nè. Đúng không? Dưới này nè. Nó sẽ hiện lên. Đúng hết tất cả mọi thứ rồi thì ông nội này mới hiện lên, là cái này mới vô show chưa có. Và chưa có này luôn. Là chưa thấy đúng không? Ừ. Bây giờ đây là box basic. Đặt tên này kỳ quá, đặt tên khác đi ha, này là toss error đúng không? Toss error. À, thầy sửa lại này là dialog. Ngắn gọn thôi, dialog gì đây? À, dialog. Confirm. Được không? Rồi. Em thử cúp thử. Đâu, tắt nguồn luôn. Chắc là muốn đụng tắt nguồn luôn rồi đó. Nguyên này.
Ăn ngon à? Ừ. Ăn còn, còn. Cắt ngon, cắt chua thôi. Alo. Lừng léo quá. À, không có em ạ, cảm ơn nha. Quảng cáo cho thêm không không ngày 80 lần khổ với thân. Rồi bây giờ cái này nè, đóng phần phim tới đây nè, tới đây mình sẽ thay test lần có giá trước nha. À, đóng phần phim có phải là vậy nè, đô la thăng đúng không, chấm s cờ class thêm class gì đây, show vô được chưa, và cũng nó luôn, cũng nó luôn, mình phải thêm nhiều gì ta, chấm display đúng không, display đúng không, là nãy là gì, style bằng đúng không. Ừ, vậy là mình sẽ thêm attr một cái thuộc tính đúng không, thuộc tính style đúng, yeah. Đúng rồi, thêm vô với chị là display gì, bài lóc lưng gành này như là lưng gành ghê luôn á, ngon lưng gành lắm chuẩn đó, lên đó thấy không, nhưng mà lên rồi thì nó phải, nó không đi luôn đúng không. Ừ, nó phải giữ lại. Vậy chỗ này nè, mình lại design gì đây? Phone bác nữa. Được chưa? Rồi. Mình chưa đúng đâu. Nó phải điền số điện thoại vô đây nè. Có phải không? Số điện thoại của bạn là đúng không? À, cái chỗ này nè. Số điện thoại của bạn là hai chấm. Vậy đoạn này làm ơn là kiểm tra. Thay dịch thử coi. Kiểm tra lại hay hơn ha, kiểm tra lại hay hơn ha. Vậy thì đây sẽ là lan gì đây, ây da, đổi bằng phím gõ chưa quen. Ủa bạn kiếm kêu lại à, test thử phím này cái năng ngon hơn, kiên ngon hơn á, giá này mắc hơn kia, con này Logitech hả? Ừ, cũng 2.6 triệu á, 2.6 triệu á, hơn kia 2.2 triệu, 2.1 triệu à, bằng vẽ lấy ăn lan cần phím bằng thế nào. Số điện thoại của bạn là đúng không, cái chỗ này nè phải đổi số điện thoại vậy đúng không. Yeah. Ừ, lần này là dialog vô mac luôn được không nè, dialog này đi nè đúng không, rồi vô mac luôn. Vậy mà trước khi hiện ra cũng là nó, vô tiếp nào đây, mac chấm html được không, để số điện thoại ở đây là cái đèn phone đây đúng không. À, thêm thằng thứ hai nữa, phone với gì nữa biết không, đúng rồi, phone với cái thằng bây giờ chỗ này lấy thêm thằng kia nữa, coding code đúng không. À, đầu số hay mã vùng đi ha, mã vùng quốc tế đi, là mình sẽ lấy là va coding code bằng đô la, ở trên này đặt select của em nè, nó tên là coding code luôn đúng không, chưa có id ha, id bằng bắt id cho nhanh cho dễ rồi. À, đô la thằng coding code chấm va thôi là xong ha. Rồi có coding code rồi thì sẽ lấy ở đây, chỗ này là mình lấy coding code cộng với cái này, phía trước nó có dấu cộng nữa đúng không, cộng dấu cộng nữa ở trước nữa, được chưa, thử nha. Rồi tạm tạm rồi đó, 9380030 giờ chưa đưa chưa nha, nó nhập bản không tác dụng luôn kìa, nó điên thiệt chứ, tới lại cái đó giờ thử 0938003 00 đúng không nha, nó cũng đúng luôn. Đúng không? Tại mình cắt số 0 đi đầu rồi đúng không? Yeah. Ừ. Là ổn rồi đúng không? Ổn rồi đúng không? Nhưng mà có vẻ như mình hồi nãy giao diện mình phải là gì ta? Đây đúng không? Phải là vậy chứ nha. Cộng 84 cộng đúng không? Cách trang cái đúng không? Lại 0938003000 số khác rồi. Ok. Số em số mấy? 983 84597. Đó. Thêm số rồi. Số mấy? Số 7 đi. 77 hả? Ờ, rồi. Em xíu thôi chứ đâu, em đọc đúng rồi. Đọc sai rồi. Đúng rồi. Rồi. Vậy là ok đúng không? Rồi ok. Bây giờ chỗ nhập lại xác nhận sẽ đóng tác dụng gì ta? À, cái nút này hình như là nhập lại footer. Đang lại nhập lại thì nó phải tắt đi chứ đúng không? Sao nó không tắt đi? Nè, ngoài robot dismiss nè. Để không có tác dụng. So style bằng style lock. Xác nhận là đi đó ha.
xác nhận này, hiện tại xác nhận, bấm xác nhận cái là đi qua trang kia nè, thấy không? Giờ chỗ này nè, mấy em mất là OTP đúng không? Thì chỗ này là có thể phải xác XL gì ở chỗ này nữa để em đổ ra, nhưng mà tại sao cái nhật bản nó không tác dụng ta? Model dismiss. Check lại luôn em. Có liên quan đổi tên không ta? Nãy tên nó là mới vô là tên gì thầm bỏ tìm nhớ cái tên đó. Thầm nhớ tên tên gì luôn. Đây là post, cái tên của này ID này có ảnh hưởng không biết nữa. Không biết cái ID này có ảnh hưởng như không nữa. Có dính tới cái ID nào không trong này không? Dò lại coi. Đáng lẽ đâu có liên quan người ta model post. Đây là bóc. Thế là sao nó không có không đi đâu. Lại cái nó từ. Nút nhập lại. Hôm nay bạn mò em thấy được không? Yeah. Chắc là coi tại sao chỗ này được không? Thì đây đây xong đó, em sửa thêm chỗ này chút xíu nữa. Là trường hợp này hiện lên confirm. Thì confirm này bấm vô đây nó mới đi đâu ta? Nó mới gì ta? Đúng hết rồi đúng không? Tất cả đúng hết rồi đúng không? Yeah. Tất cả đúng hết rồi. Thì bấm đây nó sẽ làm gì đi tới đâu? Chuyển trang nó submit không, nó mới submit, nó mới submit đi qua thằng gì ta, đi qua cái thằng là đó phải là một cái nút style submit đúng rồi, chỗ này là thay submit, nhưng mà giờ chỗ này nè, nếu chỗ này em đặt ở bên ngoài cái form thì không được đúng không? Đúng rồi. Ừ. Nếu mà nó out form rồi. Vậy bây giờ nè, bây giờ chỗ này nè, chỗ này bây giờ chỗ này nè. Re-script nữa thầy ơi. Đúng rồi, re-script hoặc on click submit on click gì đó, chỗ này nè, khi click vô thì làm gì? href bằng giờ chỗ này lúc này đúng không, nó xác nhận đúng không, bấm xác nhận. Thầy muốn coi tìm cách nào thầy đẩy nó đi luôn, có nghĩa đang là cái này bấm xác nhận thì nó phải submit cái form lại. Thì giả sử như bây giờ, giả sử như hằng giờ đặt cái form lại đi, form mà cho nó cái ID luôn nha, ID bằng ha login form được không, login form. Cái nút này á, cái nút này á href bằng thang luôn được chưa, class bằng đặt thằng này là ID luôn, ID bằng dialog confirm, dialog confirm ID bằng xác nhận hả ta, đặt đại dialog confirm đi chị, xong cho thẻ đó là cái nút đi thầy, cái nút xong mình tay xong được bắt tên luôn được. Có lỗi diện không đâu, sợ lỗi giao diện được đúng không, href bằng khỏi href button rồi. Ở đây thay submit không được tại vì hiện nay nó không nằm trong cái form, không nó nằm trong form, nhưng bây giờ thầy sẽ đặt này một cái thay bằng button bình thường đi được chưa, nhưng mà thêm cho nó cái ID, vẫn thêm cái ID nữa, ID bằng đặt lên ID bằng confirm submit đi, vậy thôi được không ta. Vậy thì mình đặt thêm cái này nữa nè, đô la, cái này nó không liên quan, lúc này hoặc nó không liên quan tới quy trình này được không ta, mà nằm ngoài nữa, hãy bấm nút này vô chấm click được không, thì làm gì đó bây giờ mình làm gì đó tức là đây mình sẽ làm luôn, mình cho cái form đó, cái tên form mình nãy là gì, login form nhá, không thang login form chấm submit vậy ta, bấm nó submit form đi, hiểu hiểu không, ý thì muốn là vậy đó ha. Nè thôi lại nè, tiếp tục bấm nha, nó không đi form, tại vì form submit á thì lại dính tới kia nữa, thử này đưa lên đầu nha. Ấy submit sai, gọi sai, không ảnh hưởng đâu, đó gọi lại nữa là nó không đi. À thử ở đây, alert 11 nó có vô không nha. Có. Có không, nhưng mà submit này có thể là ảnh nó lại ảnh nó gọi tới submit kia nữa. Bình tĩnh thử lên đầu nó có thay đổi gì không, chưa có bỏ lại. Theo để biết nó chạy tới đây không, mà login form chấm submit lần này login form,
tại vì job submit á thì nó lại dính vô cái này. Yeah, hiểu không? Dính vô này thì đây là hình font nữa, đúng không? Đúng không? Giờ sao ta, sao ta thử nè, thử nha, thử đây nha, thử alert nha, đây nha. Bữa em cũng bị dướng cái khúc đó này. 22 từ nha, 22 nha, 22 11 nha. Được chưa? Nè bây giờ nè, 0938003000 đúng không? Bấm này cái enter cái là nó sẽ gọi nào trước, nó gọi này trước nè, nó sẽ 22 xong rồi ở đây nó sẽ hiện ra gì, tới đây nó hiện phone rồi đúng không, nó gọi nó hiện đằng kia, hiện đằng kia ha, đây 22 trước nó hiện ra thằng kia, bấm này cái nữa thì nó hiện ra 11, phải gọi tới submit lần nữa ha, nè 11 ok cái thì lại gọi 22 cái nữa, tại vì này thì gọi hai lần. Hiểu hiểu nó không ta, rồi submit này thì đã ảnh hưởng bởi cái này. Vậy thì giờ sao? Return fonts nó bị gọi hai lần, mới vô gọi này lần xong rồi bấm nút này lại gọi tới submit, nó lại không hiểu. Yeah. Thử sạch nha, cách nào không nha, sạch thôi, không biết là sạch CVV cái gì ta, chấm chấm submit thì go on submit. Đây là bỏ nút enter post guess why nó đã bỏ enter không, đó là code nãy usually to go submit when click an input này, click disable cái thằng kia revert to default on click return phone. Adjusting chấm click, hình như đây cho phép eo nữa thì phải, thật sự chấm click đây nha, từ từ nha, jQuery chấm click đập code kỹ chấm click, click nè, chấm click event handle, nó còn cái nào nữa không, chấm click chấm click. Có gì hợp eo không ta? Nè, chấm click function data chấm click chấm click kịch kiểm tra là click hay chưa click. Nó đặt data click kịch bằng true, click hay chưa click, tức là cái form này kiểm tra rồi thì nó sẽ không kiểm tra nữa, nó nói là nó chảnh đây kiểm tra rồi nó sẽ không kiểm tra nữa, form cái form này là cái login form luôn, đi đặt login form luôn cho dễ đó, login form ấy là mình phải mình nó luôn là một cái biến nào đó, là khi click vô đây á, thì nghĩa là chạy tới đây rồi nè, là cái biến nó thay đổi, giả sử nha, đặt một biến nha, và check form login form check it bằng không, tức là mới vô là mình có check form chưa, chưa check đúng không, chưa check, và khi mình chạy đến đây rồi á, nghe là tới là check form chưa, tức là thành công rồi nè ha, hay là login form check ok đi ha, check ok đi đó, check form là ok bằng không, bằng mấy đây, bằng một, được không? Tới bằng một, vậy nếu như ở đây á, nếu như thằng nào một thì mình có cần chạy cái này không? Không, đúng không, đúng không, if chưa chắc thì bằng không đúng không? À, thì mới chạy lắm này. Đó, thử nha. Được chưa? Rồi, bỏ alert.
màu đâu, màu màu này hả? Để chứ, gán nó chứ, tức là mình gán là khi mà mình submit đó. Xác nhận đi chưa? Đi chưa? Yeah. Hiểu nào? Sáng không á, dở rồi. Thấy không? Thì nó mới hiểu á. Thầy nói mới hiểu mày ơi, thầy cứ con nó. Cái này nè. Thì đó vậy là hiểu rồi đó. Cái này là mình đặt một cái biến nè ha. À, gọi là biến cờ đi, biến cờ đó cái hình mình lưu gọi là hay gọi là biến cờ thì mình lưu với chị đó mình xác nhận á, biến cờ để xác định xem form đã check ok hay chưa. Tức là mới vô load lên trang này á thì nó check bằng không, nó chị không. Khi mà chạy qua cái này rồi á, mà mọi thứ đúng hết rồi thì phải gì đây? Một. Đã một rồi thì mình không check nữa, tức là đã hiện ra kia rồi thì không check nữa. À, đó. Check đến đây. Mọi thứ ok. Mọi thứ ok. Này ra. Nhưng mà cái ít này bao nhiêu quá, cái ít này bao nhiêu quá, đúng không? Có cách nào giải quyết chỗ này không ta? Có chặt chẽ đúng không? Không quá. Continue. Revenge to Defile hoặc thịt chỗ này nè. Cho thầy đảo lại xíu nha, bằng bằng không đúng không? Bằng bằng một thử trường hợp này nha. Thay vì bằng không á, mình đóng cái túi dưới này thì muốn đóng đây luôn nè. Ở đây là return true là tiếp tục á. Hiểu không? Tiếp tục form á. Form là không làm form nữa, được chưa? Thầy muốn tách đưa đi ra khỏi if cho nó gọn á, tại cái if mà bao nhiêu quá nhìn code nó sẽ không đẹp. Nhìn nó sẽ khó giải quyết nên là muốn tách ra. Tức là đó, lỗi đúng không? Rồi. Bây giờ 0938000300. Tiếp tục. Xác nhận đi ha, bỏ alert ra được ha, đó code nó gọn hơn chút xíu, bỏ alert đi. Rồi giờ mình ghi chú lại nè, đoạn này là hiển thị lên gì, hiện dialog confirm yêu cầu xác người dùng check lại số di động số điện thoại, được chưa? Rồi còn cái đoạn này á, thằng này là gì đây? Nếu đã kiểm tra ok rồi đúng không, nếu đã kiểm tra ok rồi hoặc là như nè, thay vì chỗ này nè là bằng một đây nè, chỗ này nè thôi ở đây cũng được, đây luôn gọi nữa. Alo, dạ đúng rồi chị. À, chị có xài Zalo số điện thoại gọi cho em không chị ha? Dạ em tên Tính Nguyễn chị, em lấy số cá nhân các bạn chị liền á. Dạ đúng rồi chị. Dạ rồi ok em kết bạn rồi em nhắn tin chị. Thôi ngừng tới đây ok rồi ha. Ok đúng không? Hết rồi đúng không? Cái này là bấm submit, bấm nút xác nhận. Hiện ra hiện ra sẽ đi tiếp đúng không? Bắt đầu sẽ đi tiếp, sẽ tiếp tục submit. Rồi. Nãy giờ ghi cũng nhiều lắm mình ạ.